Những phương tiện bay không người lái chúng ta hay gọi là drone. Thì drone có những loại như nào nhỉ? Drone đầu tiên chúng ta thường biết đến nhiều hơn là flycam, như là chiếc Mi 3 Pro đây. Thì với chiếc Mi 3 Pro này thì chúng ta sẽ có một gimbal luôn luôn giữ khung hình ở phương diện làm nang. Nhưng bên cạnh flycam chúng ta còn có cả những chiếc FPV drone. Thì những chiếc FPV drone này sẽ có những góc quay thú vị hơn, độc đáo hơn, nhanh hơn, tốc độ hơn. Và các bạn thì dễ dàng nhận ra là những góc máy FPV hiện tại đang sử dụng khá nhiều trong những cái bộ phim điện ảnh hay là một số chương trình game show dạo gần đây. Và bên cạnh mình đây, hôm nay mình sẽ có một chiếc flycam FPV đến từ nhà DJI, là chiếc DJI Avatar. Vậy liệu chiếc DJI Avatar này có điểm mạnh gì so với những chiếc FPV truyền thống? Và số tiền chúng ta bỏ ra có xứng đáng hay không? Điều khác biệt đầu tiên khiến DJI Avatar khác so với những chiếc FPV truyền thống là nếu mà để muốn setup một bộ FPV truyền thống, các bạn phải cần kỹ năng, kinh nghiệm để có thể là lắp một bộ FPV truyền thống sao cho phù hợp với khả năng của mình. Còn đâu, với chiếc DJI Avatar, các bạn chỉ cần mua một lần là xong. Các bạn sẽ có đủ kính, tay cầm, điều khiển cũng như là một chiếc body FPV để bay luôn. Và tiếp theo đó, nếu các bạn muốn thêm thắt này, tùy biến thì hệ sinh thái của DJI rất là rộng. Các bạn hoàn toàn có thể thêm thắt và tùy biến vào những phụ kiện khác nhau và nó đều có một quy chuẩn riêng, sau đó rất là dễ dàng. Và vẫn giữ phong thái của một chiếc FPV thì Avatar cực kỳ nhỏ gọn, giúp các bạn dễ dàng mang vác cũng như là bay những góc khó hoặc là những không gian hẹp. An toàn cũng sẽ là điểm nổi bật tiếp theo của chiếc DJI Avatar. Bốn phần cánh quạt của Avatar được bọc được một phần khung, và cũng chính cái phần khung này sẽ đảm bảo ví tiền của anh em, tại vì trong những cái va chạm không quá mạnh thì phần khung này sẽ bảo vệ cho phần máy không bị hỏng hóc. Và do đó với anh em mới tập chơi FPV không cần quá lo lắng khi sử dụng FPV của nhà DJI nhé. Và bản thân chiếc Avatar này cũng được nhà sản xuất DJI trang bị cho GPS, nên là trong trường hợp anh có lỡ rơi thì chúng ta thì dễ dàng tìm kiếm. Và với thao tác sử dụng thì cũng cực kỳ dễ dàng thôi. Anh em sau khi mua Avatar sẽ được đi kèm với một tay cầm Motion Controller. Và với Motion Controller này thì anh em chỉ cần làm quen 1-2 lần là có thể dễ dàng bay. Và mình cũng đã có một clip lên để hướng dẫn những thao tác cơ bản với chiếc Motion Controller này rồi, anh em có thể xem ở đây nhá. Ngoài chiếc Motion Controller này ra thì anh em cũng có thể một phụ kiện khác khá là hay ho, đó là chiếc tay cầm TX2 này. Thì đây sẽ là một cái lựa chọn giải pháp tối ưu hơn để anh em có thể bay FPV một cách thoải mái. Và với những chiếc FPV truyền thống thì thường anh em phải có hai camera. Một chiếc camera của FPV để truyền về kính anh em có thể xem, và một chiếc camera gắn ở trên thường sẽ là action cam để anh em quay lại quá trình đó. Thì với những cái chiếc cam mà gắn ở trên FPV để anh em truyền về kính ấy, thường chất lượng nó sẽ không quá đẹp. Nhưng mà với phần cam của Avatar thì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc cam có gimbal một trục có thể điều chỉnh lên xuống này. Và tiếp theo là chiếc cam có thể quay lên đến 4K 60fps. Do đó là cái khả năng truyền từ Avatar về với kính của chúng ta sẽ có chất lượng đẹp hơn, tốt hơn, cũng như là chúng ta thì quay luôn trên chiếc Avatar mà không cần thêm một chiếc cam nữa. Và ngoài việc có một chất lượng cam tốt hơn thì chiếc DJI Avatar còn có hai công nghệ chống rung, đó là Rocksteady 2.0 và Horizon Steady, do đó giúp khung hình của anh em mượt mà hơn rất nhiều. Và phần kính thực tế ảo của nhà DJI cũng đã được trải qua khá là nhiều đời, và hiện tại có cả phiên bản kính Google 2 rất là mới rồi. Thì cái kính Google này cũng có một phần giúp nâng cao trải nghiệm anh em hơn khi mà cho chất lượng truyền hình ảnh về tốt hơn này, sóng sánh ổn hơn này, và chúng ta sẽ có một cái ngoại hình nhỏ gọn tiện lợi hơn. Và với những chiếc FPV truyền thống thì cái việc sửa chữa nó khá là khó khăn, hoặc là anh em phải tìm hiểu khá là nhiều. Nhưng mà là một sản phẩm của nhà DJI nên chiếc DJI Avatar hoàn toàn có thể được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Ở một số cơ sở chúng ta có thể ghi đến là Toko Camera, là một cơ sở được ủy quyền chính hãng từ DJI. Anh em sẽ được bảo hành chính hãng này cũng như là có những quy trình tiêu chuẩn và hưởng lợi nhanh chóng. Và video này mình không đi quá sâu vào thông số, vậy nên dựa vào những trải nghiệm của mình thì ai sẽ là người hoàn toàn phù hợp với chiếc DJI Avatar này? Đó là một số những anh em bắt đầu tập chơi FPV và muốn tìm một chiếc FPV thân thiện để bắt đầu, hoặc là những anh em không muốn bỏ quá nhiều thời gian ra để tìm hiểu FPV mà vẫn có một chiếc FPV đủ dùng và khá là vui để bay lượn. Và mình mong sau khi xem video này, anh có thể lựa chọn ra xem có mua chiếc DJI Avatar này không. Và cảm ơn anh em đã xem video. Hãy cho mình một like, một share, một subscribe để đón chờ những video sau nhé.